Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình đang được phát trên sóng FM tần số 96,1 MHz. Hôm nay thứ sáu ngày 21 tháng 10 năm 2022, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam. Họp báo định kỳ tháng 10. Quảng Ninh triển khai công tác tuyển quân năm 2023. Trang truyền thanh địa phương giới thiệu nội dung chương trình của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tuyên Hóa. Tiết mục xây dựng đảng có bài viết phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình. Trách nhiệm đóng góp thực chất sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Liên Hợp Quốc, góp phần nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Dự kiến trong chuyến thăm, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ chào xã giao đồng xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ngay với hotline Cục Quản lý Thị trường 1900 888 655 để báo cáo những lá lậu ngay tại địa phương của mình. Về dự kiến Hungary tại Việt Nam và đoàn công tác về những tiềm năng thế mạnh.